Ngọc Anh xin chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube Đồng Hồ Hải Triều. Các bạn thân mến, hiện tại thì đại dịch Covid-19 gần như đã qua đi tại Việt Nam rồi và chúng ta có thể tự ra ngoài và tự tay chọn cho mình một chiếc đồng hồ ưng ý. Và các bạn đã sở hữu được một chiếc đồng hồ yêu thích nào trong thời điểm này hay chưa? Nếu chưa thì trong video lần này hãy cùng với Ngọc Mai điểm qua top 5 mẫu đồng hồ đáng sở hữu nhất hiện nay nhé. Và nếu như các bạn yêu thích rồi thì hãy bấm vào phần mô tả video, Ngọc Mai có để kèm link của từng sản phẩm để cho các bạn có thể xem thêm về thông tin chi tiết cũng như là mức giá bán của nó. Vâng, và trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên like và subscribe kênh YouTube Đồng Hồ Hải Triều nha, để không bỏ lỡ những chủ đề hấp dẫn mà Ngọc Mai sẽ gửi đến cho các bạn trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên là Tissot T095-417-170-3707. Đối với những người yêu đồng hồ, hẳn không ai không biết đến thương hiệu Tissot, một thương hiệu vang danh toàn cầu của Thụy Sĩ. Chính vì thế, khi Tissot trình làng dòng đồng hồ Tissot PRC200 với thông điệp For Everyone From Sporty to True Classic, dành cho tất cả mọi người từ thể thao đến thực tế cổ điển. Đó chính là điều mà Tissot đã thể hiện. Theo đó, khung vỏ được làm bằng chất liệu thép không gỉ 316L là loại thép có hàm lượng carbon cực thấp, giảm thiểu kết tổ carbon khó chịu do hàn, hàm lượng nickel và molybdenum cao hơn cho phép nó thể hiện tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển hoặc chất lỏng có tính axit như mồ hôi. Bên cạnh đó, thép 316L cũng chống lại các đặc tính tự tính. Vì vậy, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi lên tay mẫu đồng hồ này. Đối với thông điệp đã đưa ra dành cho tất cả mọi người, từ thể thao đến thực tế cổ điển, đồng hồ Tissot PRC200 dung hòa được hai cá tính tưởng như trái ngược. Phong thái của một chiếc đồng hồ thể thao vẫn giữ vẹn nguyên nhờ những con số Ả Rập phóng khoáng và sắc nét. Vòng bezel của đồng hồ này tuy không quá to nhưng có độ dày vừa phải, nổi bật, rõ ràng. Hơn thế nữa, lớp phủ dạ quang khẳng định sự mạnh mẽ và thu hút bằng ánh sáng trắng xanh rõ rệt. Không có những con số lớn, góc cạnh như những mẫu PRS, cũng không hề sử dụng bộ kim to bản. Đồng hồ Tissot T095-417-170-3707 đã được lược bỏ bớt đi nét gai góc, thêm sự thanh lịch. Minh chứng bằng sự xuất hiện của bộ dây NATO kết hợp cùng sự tương phản của sắc màu trắng đen sang trọng. Để nói về sự đặc biệt của mẫu đồng hồ này, mặt đáy là một trong những điểm khiến cho nó trở nên khác biệt so với các mẫu sản phẩm PRC. Logo của đội bóng San Antonio Spurs được hãng khắc họa trên mẫu đồng hồ một cách rõ nét, từ đó tạo nên một điểm nhấn cũng như một điểm lấy lòng người hâm mộ của đội bóng này. Chuyển sang các chi tiết trên mặt số của mẫu đồng hồ này, nó được hoàn thiện khá tốt trong tầm giá. 12 cọc số được dập nổi dưới sự kết hợp của bộ cọc số vạch thẳng và ở góc 12 giờ là cọc số dưới dạng chữ số Ả Rập. Bộ kim stick được phủ dạ quang là một điểm cộng cho mẫu đồng hồ này. Kim dây chronograph được Tissot cách điệu ở phần đôi kim với logo của hãng. 3 sub dial chỉ giờ, kim dây chính và phút của tính năng chrono lần lượt được đặt ở vị trí 2, 6 và 10 giờ. Ô lịch ngày nằm ở góc 4 giờ cho người dùng có thể theo dõi thời gian một cách rõ ràng hơn trên Tissot T095-417-170-3707. Vòng bezel tachymeter được sử dụng trên mẫu đồng hồ này cho phép người dùng đo vận tốc của một phương tiện nhất định, với điều kiện phương tiện đó có vận tốc từ 60 km/h trở lên. Số 2 là Federic Constant Horological Smartwatch FC282AS5B4. Ngày nay, con người đang có xu hướng sử dụng thiết bị đeo tay được trang bị công nghệ ngày càng nhiều. Apple Watch với các thế hệ cải tiến theo thời gian được xem như một ví dụ cụ thể cho điều này. Nhìn thấy được thị trường đầy tiềm năng, đã có rất nhiều hãng sản xuất đồng hồ đình đám trên thế giới bắt đầu tạo ra những sản phẩm hybrid của riêng mình. Và Federic Constant với các sản phẩm smartwatch của mình đang nổi lên như một sự lựa chọn hoàn hảo. Federic Constant Horological Smartwatch 2.0 có mặt số cổ điển, sử dụng các kim xoay cơ học để hiển thị các chức năng. Ngoài ra, mặt đồng hồ còn là nơi cho phép người dùng nhận thông báo có tin nhắn SMS, tin nhắn chat, điện thoại bằng tín hiệu rung. Vỏ đồng hồ được làm bằng thép không gỉ cao cấp mạ vàng hồng sang trọng, với đường kính mặt số 42mm. Kích thước hoàn hảo dành cho đa số phái mạnh hiện nay, bảo vệ mặt đồng hồ là lớp kính sapphire cong nguyên khối, có khả năng chống trầy xước cực tốt và kiên cố khó vỡ hơn loại phẳng. Đi kèm đồng hồ là dây đeo da thật màu nâu nhạt, khâu viền bằng chỉ trắng thanh lịch, lớp lót rất mịn, thân dây có các lỗ thoát hơi, khóa dây là loại gài kim mạ vàng hồng và có khắc biểu tượng của hãng Federic Constant. Để nhấn mạnh về cổ điển, mặt số tông bạc nhẹ nhàng, làm nổi bật những nét in đen cổ điển cùng sắc vàng hồng đến từ vạch số và kim. Trên hai kim trung tâm còn có thêm sơn dạ quang để hỗ trợ xem thời gian trong bóng tối.
Dạ quang được sạc bằng ánh sáng mạnh, thời gian sáng có thể kéo dài hơn 8 tiếng, hoàn toàn không cần cắm sạc và không có lỗ sạc như các loại smartwatch phổ thông. Nên Frederic Constant Horological Smartwatch FC282A S5B4 có thể chịu được nước lên đến 5 ATM. Có thể đeo cả khi rửa tay, tắm vòi, tắm bồn, đi mưa mà không cần lo lắng sẽ bị vào nước. Bộ máy đồng hồ được phát triển bởi Frederic Constant và đối tác Manufacturer Modules Technologies Shan MMT. Đó là bộ máy Quartz MMT 282, đột phá có tuổi thọ pin trung bình 4 năm với pin CR3032. Công nghệ thông minh của MMT 282 đã được thử nghiệm trên hơn 100 loại điện thoại thông minh tại 30 quốc gia với các nền văn hóa khác nhau. Số 3 là Longines Master Collection L2793-4783. Khi hầu như trong tất cả các sự kiện mà hãng này tài trợ, hình tượng mặt số của chiếc đồng hồ Longines Master Collection L2793-4783 sẽ được chọn làm hình ảnh đại diện của hãng. Với hơn 150 năm kinh nghiệm, không có gì quá bất ngờ khi Longines tạo ra một cỗ máy thời gian có chất lượng theo đánh giá của tôi là tốt và đáng mua trong tầm giá. Master Collection là dòng đồng hồ sở hữu các nguyên mẫu với kiểu dáng cổ điển, được bao bọc bên trong vỏ thép không gỉ, mặt số được tạo vân Barleycorn. Khi nhìn vào mặt số của Longines Master Collection L2793-4783, họa tiết vân Barleycorn được sử dụng xuyên suốt các sản phẩm của hãng, được xem như điểm nhấn mà người dùng không thể bỏ qua. Bộ cộng số bracket cũng như bộ kim hình lá liễu nung xanh là điểm mà hầu như những mẫu đồng hồ của Master Collection đều sở hữu. Ngoài ra, trên mẫu đồng hồ L2793-4783, ô lịch ở góc 3 giờ dòng chữ Longines và automatic đối diện nhau lần lượt nằm ở góc 12 giờ và 6 giờ. Vì vậy, ở thiết kế mặt số của mẫu đồng hồ Longines L2793-4783, những chi tiết có phần đặc trưng và thanh lịch đến từ Master Collection được xem như ưu điểm so với các sản phẩm cùng phân khúc. Số 4 là Seiko SRBB43J1. Seiko Prestige Cocktail SRBB43J1 sở hữu đường kính 40,5mm và độ dày dừng lại ở mức 11,8mm, sử dụng bộ máy 4R35 có 23 chân kính, cùng với đó là tần số dao động 21.600 nhịp mỗi giờ. Đây là cỗ máy có thời gian tích cóp lên tới hơn 38 giờ nên vô cùng dễ sử dụng với các nhu cầu của người dùng phổ thông. Kính Harless cong độc quyền. Bên cạnh đó, khả năng chống nước của Seiko Prestige Cocktail SRBB43J1 lên tới 5 ATM, giúp người dùng dễ dàng sử dụng mẫu đồng hồ này hàng ngày. Vì với thông số chống nước 5 ATM, SRBB43J1 có thể cùng bạn đi mưa, rửa tay hay thậm chí là việc tắm vòi sen khi đang đeo trên tay mẫu đồng hồ này cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, đây là một mẫu đồng hồ dây da nên tiếp xúc với nước quá lâu sẽ là một việc làm giảm tuổi thọ của bộ dây. Một điểm đã tạo nên DNA của các sản phẩm thuộc bộ sưu tập cocktail mà người dùng có thể dễ dàng bắt gặp, đó chính là mặt kính được vắt cong. Chi tiết này cũng được các nhà sản xuất khác sử dụng lên sản phẩm của mình khá nhiều. Nhưng nếu thực sự được cầm trên tay và trải nghiệm trực tiếp, Seiko Prestige Cocktail là mẫu đồng hồ Nhật Bản duy nhất có thể mang lại sự thỏa mãn cả về mặt thị giác cũng như xúc giác cho người dùng. Vì thế, trong tầm giá, dòng sản phẩm Seiko Prestige Cocktail nói chung cũng như Seiko SRBB43J1 là một sự lựa chọn mà bạn không nên bỏ qua. Số 5 là Movedo 1881-0606915. Khi nhìn vào mặt số của mẫu đồng hồ Movedo 1881 Automatic, thay vì nét tinh giản thường thấy trên những dòng sản phẩm trước đây như Movedo Museum, Movedo 1881 Automatic sẽ làm người dùng ngạc nhiên về số lượng và cách hoàn thiện các chi tiết. Đầu tiên phải kể đến trên đồng hồ này, đó chính là bộ kim Dolphin đặc trưng của những sản phẩm Dress Watch. Bên cạnh đó, biểu tượng Movedo Dot và ô lịch ngày nằm đối xứng với nhau qua trục kim cũng là một điểm làm cho mẫu đồng hồ này trở nên cân đối hơn. Phần cải tiến mạnh mẽ nhất trên Movedo 1881 Automatic có lẽ đến từ các cọc số cũng như sự chi tiết mà Movedo đã mang lại trên dòng sản phẩm này. Qua đó, thay vì hoàn thiện các cọc số theo dạng vạch thẳng, được in hoặc làm nổi như các sản phẩm thông thường, Movedo 1881 Automatic đã được nhà sản xuất hoàn thiện dưới dạng lõm, một phong cách rất Movedo. Điều này làm cho các cọc số có thể sở hữu chung ngôn ngữ thiết kế với biểu tượng Movedo Dot trên sản phẩm này. Để nói về tính năng của cỗ máy bên trong, thì sản phẩm này sở hữu cỗ máy automatic Thụy Sĩ được phát triển trên cỗ máy ETA 28242 với 40 giờ tích cóp, tần số dao động dừng lại ở mức 28.800 nhịp mỗi giờ. Tuy nhiên, khác với các sản phẩm sử dụng cỗ máy được dựa trên cỗ máy ETA khác, Movedo đã đánh vân trên các chi tiết nhỏ nhất trên cỗ máy này một cách tỉ mỉ nhất có thể. Các bạn có thể thấy ở đây nhiều loại vân khác nhau trên bộ máy của mẫu đồng hồ này. Vì thế, đây là một sản phẩm tốt từ bộ máy đến các chi tiết hoàn thiện bên ngoài. So với những gì mà các sản phẩm khác trong tầm giá có được, quả thật đây là một mẫu đồng hồ vượt trội.
Rồi và các bạn thấy những mẫu đồng hồ mà Ngọc Mai giới thiệu ngày hôm nay như thế nào ạ? Và nếu như yêu thích rồi thì hãy để lại ở phần comment bên dưới cho Ngọc Mai được biết nha. Còn nếu như bạn nào muốn mua ngay thì hãy bấm vào phần mô tả video để có thể xem lại về thông tin chi tiết nè, cũng như là mức giá bán của nó. Và các bạn đừng quên like và subscribe kênh YouTube Đồng Hồ Hải Triều nha, vì còn rất là nhiều mẫu đồng hồ độc đáo khác mà Ngọc Mai muốn gửi đến cho các bạn trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì Ngọc Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.